workbook đâu cô, practice book. Practice book. Yeah. So first of all, let's go take a look at. Sticky tape. And then you may add and subtract amount money to give change in practical content. Change là sự nghĩa không? Change bình thường là gì? Change. Change. Con cũng có nghe thầy nhắc tới cái từ change mà À. em con không, tôi hiểu không hiểu là gì hết. Rồi, change có nghĩa là sự thay đổi nha. So, ấy dạ. Này. Nhưng mà đối với tiền bạc á, thì nó có nghĩa là tiền lẻ. Ha. Nghĩa là tiền thừa. Đấy. So, for example, I give you 10,000, right? But the stocks only cost 5,000, so you will give me back how much? So that my change is how much? I give you 10,000 to buy socks, but it cost only 5,000. So how much change do you give me back? Didn't I understand don't enough. understand. I don't I get it. got that. I I don't didn't get get it. it. Okay, for example, now let's pretend that I'm a seller. I'm a seller and you're a buyer. Ah, sorry. Okay, that's whatever. Okay, I'm a seller. I sell socks. And you want to buy it? So, you give me 10,000, but the socks only cost 5,000. So I take 10,000 from you and I give you back how much change? Còn sót á, cái đôi tất á, nó 5.000 mà con đưa cô 10.000 thì cô trả lại con tiền thừa là bao nhiêu? Thối lại con bao nhiêu tiền? Lấy 10.000 trừ 5.000. Lấy 10.000 subtract 5.000 đi. Là bao nhiêu? Cái trừ á. Subtract 10.000 trừ 5.000 nhiêu con? 10 trừ 5 là nhiêu? 10 trừ 5, 10 trừ 5 bằng 5. Ok, sau 10.000 ha, trừ 5.000 còn 5.000, sau đây change is 5.000. Đó, tiền thưởng của mình là 5.000 nha. Rồi, and đó thì gọi là subtract, trừ. Và ngoài ra mình còn có add là gì đó con? Ví dụ như cô có 5.000, mình add thêm 5.000 thì mình ra thành bao nhiêu? Equals bao nhiêu con? 5.000 cộng 5.000 là ra 5.000 cộng 5.000 à? con bỏ ba số không này đi cho nó đỡ rối nè. Con lấy 5 cộng 5 ra bao nhiêu? Cho bằng 10. Ờ đúng rồi. Xong con thêm cái ngàn vô là xong. 10.000. Đấy. Thì gọi là add. Có là cộng. Nó có thể dùng là plus. Nha. Plus cộng. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua giải quyết cái trang này. Bây giờ mình có nè. 1 kilo of rice. Find out the prices for these items. Complete the table. We'll have currency. What is Vietnam currency? Current là hiện tại, nhưng currency á, là tiền tệ. And notes and coins. Notes. What Current means hiện tại. So, for example, you say currently I'm so hungry. Hiện tại thì tôi đói bụng quá. Đây. current? Please. Say it. Current. Current. Okay. And nhưng mình lại có Currency. Currency. nó gọi là tiền tệ. What is Vietnamese currency?
Vietnamese currency là gì ta? Việt Nam đồng. That's right, Việt Nam đồng. Đồng là cái currency của Việt Nam. Còn US American currency là gì? What is American currency? Currency là yên, or won, or dollar, or pound. What is Vietnam? Sorry, what is American currency? Con không có tìm hiểu nhiều về mấy đồng tiền này nên là bình thường mình nói là cái gì Mỹ á, cái gì là Mỹ á, tiền của Mỹ là USA. USA gì? Pound hay USA dollar? Dollar. Dollar. Okay. Nó là dollar, nghĩa là đô la. Dollar. Say it, please. Dollar. Yes, dollar. Dollar. Cái này của US, gọi là US currency ha. Tiền tệ của Mỹ ha. So do you like do you prefer Vietnamese or US currency? Can you say again? Do you prefer Vietnamese or US currency? I like the US, the Vietnamese currency. And all right, next we have currency and notes and coins. Notes có nghĩa là bình thường mình take notes là mình ghi chú vậy đúng không? Take notes ghi chú, nhưng notes nó có là tờ tiền giấy. Yeah. Hoặc là coin. Coin là gì? Do Vietnamese people use coin? Coin là gì con? Không là đồng xu. That's right. Do you use coin? Long the Việt Nam use coin, but now Việt Nam don't use coin. That's right. Now Vietnamese don't use coin. Coin. Rồi con đọc hả? Coin. 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 Yeah. Coin. Đồng xu. And in the past we used coins, yeah, like 10 years ago, but now we don't. And all right, next we have notes. Okay, so this is the notes of Vietnamese currency. Vietnam đồng notes. This is it. Yeah, các tờ tiền ha. Which one do you refer? Do you like most? I like. What note do you like the most? Go up. Go up. Can you go up? No, I mean in these notes you have, we have 5, 20,000, 50,000, 100, 200. So which note is your favorite? Or which one has the biggest value? Which one has the biggest value? This is the note of Vietnamese currency. Which one has the biggest value? Tờ nào có giá trị bự nhất con? I think it's 100,000 đồng. Really? Is it bigger than 200,000? Nó bự hơn 200,000 đồng. Mm-hmm. 50,000 đồng. 20,000 là bự nhất rồi đó, hả? Hai mươi ngàn là bự nhất chưa? Maybe see this is. À, nó là 200,000. Dạ chưa. 200,000. Tại sao nó mờ vậy, Miss Trump? À, tại vì trời mưa. Tại sao nó mờ vậy? Trời mưa. Trời mưa. Còn thấy là cái gì còn người sao có còn con còn thấy? Trời mưa con. Con khổ lắm con. Rồi. Alright. So note. Note là tờ tiền coin. Là tiền xu nha. Note. Note. That's good. Note.
And we have currency, note, coin. Đầy đủ ha. Next, let's go. Bây giờ we have 1 kilo of rice. Right? You sound so tired. Okay, here you go. You see, we have 1 kilo of rice. It costs. How much is a kilo of rice? Do you know? How much? Much. How much does it cost to buy a kilo of rice? It's around 25,000 dong per kilo. So I add here 25,000, okay? This is 25,000. And how much is a bottle of fruit juice? Oh, 1 liter of fruit juice. Liter. Lit? No, lit. Rồi đọc cái này dùng câu hỏi kilo, kilo có nghĩa là kilogram á, nhưng mà đọc nhanh mình đọc ngắn gọn là kilo. 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 And this one. Liter. 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 À. Leader. 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 Okay. Right. So, I think, I don't know how much is the liter of fruit juice, but how many liters of water do you drink a day? Nay. How many? A lot. How many? A lot. Do you mean 2 or 3 liters? Huh? I didn't count it. I don't count it. I don't count it. Huh? I don't count. Yeah, usually a person needs around 2 liters of water per day. Right? And all right. So, do you like fruit juice? Just yes. Uh-huh. How much fruit juice? I very like water and juice. Uh-huh. I really like. No, I'm very like. I really like fruit juice. Really, really, you really, like fruit juice, right? I really like fruit juice. I really like fruit juice. Please. I really like fruit juice. Okay, so, how much do you think 1 liter of fruit juice costs? How much does it cost? Can you say that again? Yeah, how much is a liter of fruit juice cost? I think it's one? One what? 1 liter. No, no, how much is it? Có nghĩa là bao nhiêu tiền? How much does it cost? Yeah, nó có giá bao nhiêu? How much does it cost? How much? I don't know. I think it's... Yes. Yes. Let's give it a price. Huh? Let's give it a price like 300,000 dong, okay? 300,000 dong. I think it's a little bit expensive compared to rice, compared to water. All right, and 1 kilo, 1 gram, 1 gram, like gram of banana, it means a half of kilo. Nó sẽ bằng 500 gram nha con. 500 gram người ta gọi là nửa ký đó, nha. Yeah, nửa ký chuối. So, 500 grams of banana. Do you know how much is a kilo of banana? I think it's... I did. I don't. The... I don't. I don't know how to say it. How much? How much money?
Maybe 3 or 4. 3 for what? 1,000? I think it's 4. 4,000? 4.000 thôi hả? 4.000 ký hả? Yes. No, 4.000 ký vô vườn cũng có đâu con. Because con chưa bao giờ được đi mua chuối. Yes. So I think it's around 10,000 per kilo. Now remember that 10,000 or sometimes 12,000. No, don't write something on the screen. Okay. So let's see. We have 500 grams of banana. So nửa mình có nửa cái chuối ha. So I'll show you 500 grams of pasta đi. Pasta là mì pasta ha. I'll show you it's around this. Rồi, con thấy nè. Đây, tầm này nè, là 500 grams. Nè. 500 grams là bao nhiêu con? Nhiêu? I don't Một know. ký á, một ký là 1 kilo đúng không? Rồi, Yes, sir. yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes ma'am. Có phụ nữ là mình yes ma'am nhưng mà còn trẻ quá thì mình cứ yes thôi. Không cần yes ma'am, yes sir gì. 1 kilo là 1 ký. Con chia đôi ra thì con sẽ bằng 500 gram. Nha. 500 grams. For example, here we have let's see. 1 kilo là như thế này nè. Đây. Đây. 1 kilo á thì là 10 đô. Vậy thì 500 grams nó sẽ bằng 0,5 kg, nó sẽ bằng 5 đô. Đấy. Vậy thì bây giờ con chia ra nha. Mình có 1 kg á, là 10 đô. Vậy thì 1,5 kg là bao nhiêu đô? 1 kilo nè là bằng 10 đô. It cost 10 dollars. So 1,5 kg, 1.5 kilos sẽ cost bao nhiêu tiền? Mấy giá nhiêu tiền con? Thêm 500 gram vô nữa. Con 500 gram mình chia đôi ra là 500 grams nè là bằng 0,5 kg á, là bằng 1/2 kg á, thì là bao nhiêu tiền? Một ký là 10 đô, vậy nửa ký là bao nhiêu? Con chia đôi ra. nữa Ừ. Còn nửa ký là bao nhiêu? nửa ký là Chia đôi 10 ra, chia đôi 10 đô ra. mười Còn năm 5 đô. Right. Vậy suy ra cứ một nửa ký cứ 500 gram á, là 5 đô. Bây giờ mình lấy 1 ký mình cộng cho thêm 500 gram nữa thì nó ra bao nhiêu tiền? 1 ký là 10 đô, 500 gram là 5 đô. Vậy mình lấy 1,5 kg là bao nhiêu tiền? Là 1.5 kilos nè, là bao nhiêu tiền? 1,5 kg là mấy tiền? 12, 13, 14 hay 15 đô? Bây giờ cô có nửa ký là 500 grams nè, nó là 5 đô. Ha. Nó là 5 đô. Vậy thì mình lấy 1 ký mình cộng thêm nửa 500 gram nữa là bao nhiêu tiền? Là lấy 1 ký đúng không? 1 ký nè. Đấy. 1,5 kg nè. Thì nó sẽ bằng 1 ký cộng 500 gram. 1 ký là nhiêu tiền? Dạ một Một ký là mấy đô, nhìn lên. một ký là 10 đô. Rồi, 10 đô. Rồi, mình add hoặc mình plus thêm 500 gram là mình cộng bao nhiêu tiền? 500 gram bao nhiêu tiền? 500 gram là bằng nửa ký. Là bằng mấy đô? Một nửa ký bằng mấy đô? Okay, con. Hồi nãy mình nói nửa ký có nghĩa là 1 ký chia đôi ra thành nửa, rồi ra 500 gram. Vậy là
10 đô chia đôi ra thành 500 rồi ta. 10 đô chia đôi ra thành mấy đô? Ừ? 10 đô chia đôi ra thành 5 đô, đúng không? Vậy lấy 10 đô cộng 5 đô ra nè. Ra mấy đô? Mười đô cộng 5 đô bằng 15 Đúng rồi, đô. 15 đô. Một cái rưỡi sẽ bằng 15 đô. Ừ. Đấy, bây giờ mình quay ngược lại với cái chỗ này. Mình thấy nè. Bây giờ mình mua thêm 2 kg hành tím. Onion là hành đúng không? Là hành. Nhưng red onion á, nó lại chả liên quan gì hết. Không phải hành đỏ mà là hành tím. Dân tay nó thấy đỏ, mình thấy tím. Đấy lại phải purple onion mới đúng. Red onion. Rồi, đây là red onion nè. Đọc con, red onion. Red onion. Do you like red onion? No? Yeah, what about onion? Red and white. À, đó không phải là white mà nó chỉ gọi là onion. Là hành thôi. I like onion too. You dislike? Both they are stinky á. À, nó rất là stink hả? Nó hôi hả? Yes, Stinks, I found this. huh? They not yummy. They aren't yummy, hả? Huh? Okay. So this is red onion, nè. Sweet onions, nè. Yellow onions, nè. Rồi có green onions, nè. Nhiều onion quá, ha. Yeah, they stink. Tụi nó hôi lắm, hả? Red onion. They stink. Okay. They stink. They stink. Yes. Okay. And all right. So now let's do the math. Huh. Nè. Okay. How much do? Bây giờ 1 ký hành đó thì cô nghĩ là chắc như tiền ta. 1 ký nửa ký pasta là let's say nha. 1 kilo. 1 kilo of pasta cost bao nhiêu tiền? Giá không? Shopping đi thì nó sẽ là một cái con pasta là 70 80 ngàn, vậy là 500 gram là bao nhiêu tiền con? Nếu một ký mà 80 ngàn thì 500 gram là bao nhiêu tiền? Chia đôi một ký ra, 500 gram là bằng một nửa ký á, 500 gram bằng 1/2 ký nè, vậy là bao nhiêu tiền? Lấy cái gì chia đôi ra? Lấy cái số tiền của 1 ký chia đôi ra thành nửa ký. Vậy 1 ký là how much is a kilo? 1 ký. How much is a kilo of pasta? Một ký pasta nhiêu tiền con? Ký pasta. Mình vừa mới nói xong á, bao nhiêu tiền? 80 ngàn. 80 ngàn. Vậy nửa ký là 500 gram ra bằng nhiêu tiền? Lấy 80 chia đôi ra. Bằng 80 chia đôi bằng mấy? 80. 8 chia 2 bằng mấy? 8. 8 chia 2. Mấy cộng mấy nhân đôi lên thành 8? Bằng 4. À 4. Vậy 80 thì 8 chia 2 là thành 4. Vậy thì 80 chia 2 bằng bằng 4 hay 40? 80 chia 2 bằng 4 hay 40? 40. 40. 40 cộng 40 mới ra 80 chứ. Đúng không? Nó ra thành 40 ngàn. Mình lấy cái ngàn mình bỏ xuống. Lấy 80 chia 2 thôi cho nó dễ, ra 40 lấy cái ngàn bỏ xuống là xong. Thế là 500 grams pasta này sẽ bằng 40 ngàn. À, rồi. Vậy thì ở đây mình có onion thì nó ra around 15 ngàn đi. Đấy. 1 ký nha. 2 ký. 1 ký á. 1 kilo á là 15 ngàn. So 2 kilos là how much? How much is 2 kilos of red onion?
một ký sẽ 15.000, vậy 2 ký bao nhiêu? Lấy 15 nhân đôi lên, thành bao nhiêu con? Hai ký. Số 2 nhân cho 15 là bao nhiêu? 2 nhân 15. Lấy 2 nhân trước nè, lấy 2 nhân cho 5 trước nè, là bao nhiêu? 2 nhân 5 bằng 10. Rồi, bằng 10 ha. Lấy 2 nhân 5 bằng 10 nè. Là viết số 0 ở đây. Viết số 0 ở đây. Rồi mình nhớ vô đây một cái. Mình nhớ vô đây là một cái. 2 nhân 1 bằng 2. Đúng không? Mình ở đây mình nhớ 1 rồi, mình lên thành 3. Thế là ra 30. Đó. Ra 30. Chứ không phải 20 nha. Mà để con nói 20 hả? Con lấy 15 nè. Con lấy 15 nè, con nhân 2. Thấy không? 2 nhân 5 là 10, viết 10 ở đây. 2 nhân 1 là 2. Nhớ một cái số 10 đó là thành 3. Không thể nào nó thành 2 được, tại vì 15 mà cộng cho 15 á là nó đã ra thành là 30 rồi. Thì làm sao mà nhân 2 lên là nó thành 20 được? Không, nó phải thành 30. 15 nhân 2 là giống như 15 cộng 15 vậy đó. Mà khỏe hơn. Vậy cũng công thức tương tự, mình lấy 15 nhân 3 thì bao nhiêu con? Bây giờ mình có 3 ký rồi, thì sẽ là bao nhiêu tiền? Lấy 3 nhân 5 bằng bao nhiêu? 3 nhân 5 15. 15. Mình nhớ cái gì vô đây? Nhớ bao nhiêu? Nhớ 1 hay nhớ 2? Nhớ 1. Nhớ 1. 3 nhân 1 là 3 nhân 1 là 3. Rồi nhớ 1 nhân thành nhiêu? Bằng 4. Đúng rồi. Thì tí ra là 45. 15 nhân 3 là 9 là 15, 15, 15. Đấy. Có nghĩa là 4 cái 3 cái 15 cộng lại nè. Thành là 45 nha. Rồi. Next. Đó. Bây giờ mình thử với số 4 nha. Bây giờ mình tăng lên 4 ký đi. 4 kilos đi. Thì 4 nhân 5 bao nhiêu con? Dạ thưa cô, 4 nhân 5 5 bằng 20. Rồi 20, rồi mình nhớ bao nhiêu? Nhớ 1 hay nhớ 2? 4. Nhớ 1. Mình ra 20 á, thì mình nhớ bao nhiêu? À, nhớ 2. Nhớ 2. Rồi bây giờ 4 nhân 1 là 4 nhân 1 bằng 4. Mình nhớ 2 vô thành 4 cộng 2 là 6. 6, 60. Con thấy không? Thí dụ như mình có 15 phút, mình có 60 phút là 1 giờ, mình chia cho 4 ra thành là 15. 60 chia cho 4 là 15 thì nó sẽ được gọi là 60, 60 divided by 4 ha? 60 divided by 4 equals 15. Nên á, 15, 1 giờ của mình chia ra thành 4 phần, đó là 15 phút, 15 phút. Đấy. Đấy. Ok, đây là một cái bài toán nhỏ nhỏ ha, đó là hướng dẫn con cách chia ha. Vậy bây giờ quay ngược lại, một ký hành là 15.000, bây giờ cô cho nó tăng lên 20.000. Vậy 25.000 đi. Vậy 2 ký hành sẽ là bao nhiêu tiền? 2. Lấy 2 nhân 5 đi. 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 5 bằng 10, nhớ mấy? 1. Nhớ 1. Okay. Rồi. Rồi 2 nhân 2 là 2 bằng 4, nhớ 1 nhớ bằng 5. Rồi. Ok, vậy suy ra 2 ký hành là 2 kilos of red onions là 50 ngàn. Đấy. Bây giờ mình quay ngược lại nha. 1 ký là mình có 25 ngàn. Bây giờ 50 grams nó sẽ bằng với 1 phần 2 ký là 500 lạng. 500 gram ở ngoài tiếng ngoài chợ người ta gọi là 5 lạng á. 5 lạng á là bằng 500 gram là bằng nửa ký á. Thì tại vì có nhiều khi nó lẻ, nó không được ký, nó là 6 lạng, nghĩa là 600 gram. Thì bây giờ mình có nè. 1 ký là 20 cho 20 ngàn đi, cháu lẻ, cháu chẳng ha. 1 ký 20 ngàn, vậy nửa ký gọi là 500 grams là 5 lạng.
Thì là bao nhiêu tiền con? Lấy 20 divided 30 divided by 2 liền. Equals mấy? 20 mà chia 2 thì bằng mấy con? Hai 3. bằng 10. Đúng rồi, chính xác. Very good. Tôi suy ra 500 grams của red onions ha. 500 grams of red onions cost 10,000 đồng. Yeah, nguyên một cái. Câu này nó sẽ gọi là đây. Đấy. Divided này. 20,000 divided by 2 equals 10,000. Rồi đọc đường câu hết. 20,000. 20,000 đọc đi con. 20,000. 20,000 divided by 2 equals 10,000. Very good. Divided. Đọc là divided. Divide. Divided, nha. Yeah. Divided. 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 Kết thúc bằng the. Mình thêm đi bằng divided. 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 Right. Yeah, that's good. Huh. Divided. Right. And bây giờ mình sẽ qua bên này nha. Mình nói là how much do 1 kilo rice and 2 kilos red onion cost all together. Right. All together. Nghĩa là toàn bộ luôn. All together. All together. Yes. Rồi bây giờ mình có giá trên này rồi đúng không? Bây giờ mình có giá này mình sẽ nói nè. How much? À, con đã biết cấu trúc how much is it chưa? Hả? Biết rồi. Ok. How much is it? Ngoài ra mình còn có cách nào khác để hỏi giá tiền nữa không? Hả? Mình dùng với chữ cost thì mình sẽ hỏi thôi. English things. How much is it cost hay là how much does it cost? How much? How much is it cost hay là how much does it cost? Does it cost? Đúng rồi. Động từ thì phải đi với does ha. Does it cost? Rồi. Đọc đừng có. How much does it cost? How much does it cost? Cost. Cost. Okay. Cost là tờ không? Cost. Okay. How much does it cost? Rồi, có nghĩa nào? How much do 1 kilo rice? 1 kilo rice. How much is 1 kilo rice? Look at this. How much? How much? 8. 8. No, no, no. Look at this. We have the prices here. Mình có mấy cái giá đây nè. How much? I don't know how to read it. I don't know. You see, you see, you see, I have the prices here. 25,000. The 1 kilo. 25. So 1 kilo of rice plus 2 kilos of red onions. 1 kilo of red onion là around 2,000, 20,000. Right? So 2 kilos sẽ bằng bao nhiêu tiền? 20 nhân 2 lên bằng bao nhiêu? 20 nhân 2. Lấy 2 nhân cho không bằng. 2 nhân không bằng. 2 nhân không. Số nào nhân với không cũng bằng số không. Không. 2
nhân 2 là 2 2 plus 2, 2 plus 2 bằng equals 4. Right? Bỏ số nhàn xuống đây là 6. Là 20. 40 ngàn. 1 ký là 20 ngàn, 2 ký là 40 ngàn. Ha. Rồi, vậy thì bữa nay người ta kêu là 1 kilo rice and 2 kilo red onions cost altogether là bao nhiêu tiền? Bây giờ mình lấy 2 ký hành nè, là 40 ngàn. Vậy how much do they cost? Bao nhiêu tiền con? 25 ngàn cộng 40 ngàn bao nhiêu tiền? Đó là 25,000 plus hoặc là add 40,000 bằng equals mấy ngàn con? 5 cộng 0 bằng 5 cộng 0 bằng 5 5 2 cộng 4 5. bằng 2 cộng 4 bằng 6 65 bỏ 3 số ngàn xuống xong đấy. Đấy. Rồi. Rồi bây giờ mình hỏi tiếp nha. Ví dụ như how much do thì mình có nè 1 liter of fruit juice ha. And 500 grams of banana. Grams of banana. And là cost altogether. How much did it cost? Cost nhiêu con? Rồi. 1 liter of fruit juice là nhiêu tiền con? Look. How much is it? 3 3 No, no, no. Ở đây có hai số 0 nữa là bao nhiêu? 3 nè. 30 nè. Ba số 0 là 3. 300 ngàn á. 300 là gì? 3. 300. À, 300. Rồi, so we have 300. Ha. Plus 500 grams of bananas. 500 gram chuối là hết nhiêu tiền con? 1 kilo là mình có 10.000. Vậy 500 grams là bao nhiêu? Mình chia cho 2. 500 grams nó sẽ bằng nửa ký. 500 grams nó bằng nửa ký. Vậy nửa, một nửa của 10.000 là bao nhiêu tiền? 10.000 chia 2 là bao nhiêu con? 10,000 divided by 2 equals 10 chia 2 bằng 10 chia 2 bằng bao nhiêu? Chia 2 bằng nhiêu? 10 chia 2 bằng con để vậy nó dễ thấy hơn nè. Con để vậy dễ thấy hơn nè. Đó. Rồi con xóa nó đi. Con thấy nè. 10 chia cho 2 còn bao nhiêu? 2 1 chia không, muốn chia, muốn chia vậy được. Thế có lấy 10 chia 2 thôi. Mấy nhân cho 2 bằng 10? 3, 4 hay 5? 5. 5. 10 chia 2 bằng 5. Lấy số ngàn bỏ xuống. 5 ngàn. Đó. Ví dụ ở đây mà nó có số ngàn nha. Nó có 10 ngàn chia 2 ngàn. Thì bằng bao nhiêu? Bằng 5 hay bằng 5 ngàn? Nó bằng 5 thôi. Nó triệt tiêu á, nó triệt tiêu cái số ngàn luôn. Đây nè, 10.000 nè. Chia cho 2.000 nè. Đấy, bằng 5. Đấy, ví dụ như vậy á, thì nó bằng 5 nè. Là ba cái số trong ngàn này á, nó triệt tiêu nhau luôn, còn mỗi năm. Nhưng nếu là nó 10.000 chia cho 2 á, thì nó lại thành cái 5.000 này ở đây không có gì cản trở hết, nó xuống đây luôn. Nó còn 5.000. Nha. Yeah. So,
1 ký là 10.000. Vậy thì 500 gram sẽ bằng 5.000, bằng nửa của nó. Đấy. Rồi, vậy thì bây giờ ở trong này mình có, nó đòi là 500 gram chuối, banana, thì mình sẽ cộng cho 5.000. Vậy how much do they cost altogether? Can you do the math? Vậy con tính thử 300.000 cộng 5.000 bằng bao nhiêu tiền? Bắt đầu mình bỏ xuống đây ha. Đấy, mình lùi nó ra, mình thấy đó, đưa nó tới hàng đơn vị này cho nó đều với nhau. Sau cái ngàn này, cái ngàn này nó không có gì hết, để cộng nhau mình đưa nó xuống. Rồi, đúng không? Rồi mình lấy hàng đơn vị mình cộng nhau là 0 cộng 5 bằng. Không cộng 5 bằng 5. Rồi, sau đó mình tiếp thấy 30 này nó không có gì cản trở hết, đúng không? Mình đưa nó xuống. Thế là nó ra rồi đó. Là thành 305.000. Trong tiếng Anh là sẽ đọc là 305.000. 300. 300. Xong bắt đầu lẻ 5.000, nó không có cái chữ lẻ gì đó. Một đó là con có thêm cái and. Nhưng mà không and cũng được cho nó nhanh nha. Con nghe người ta đọc này, nó sẽ không and. 305,000. Con nghe sao? 305,000. Rồi, con nghe sao? Con nghe có tờ 305,000. Ok, 305,000, không end luôn nha. Nghĩa là 300, rồi đọc tiếp, 5 và ngàn. Thế thôi, 305,000. Ok, rồi bây giờ mình làm tiếp một bài toán khác nha. Giờ cô không hướng dẫn con nữa. How much do, đấy, để cô coi, how much do 1 kilo, 1 kilo of red onion and 1 kilo of, mình nói là 3 kilos đi, 3 kilos red onions and 1 kilo of banana. Để cô coi coi, 2 kilos of banana. 2 kilos of bananas. À, lại bananas nữa hả? 2 kilos of rice đi. Cost all together. Hai này còn lại ra nhiêu tiền con? 3 ký hành. Cho cô biết là how much is a kilo of red onion? How much? Một ký là 20,000. Vậy 3 ký mình sẽ nhân như thế nào? Lấy 3 nhân cho, lấy 3 nhân cho cho 20. 3 nhân cho 20 chứ, đúng không? 3 ký, 1 ký là 20.000, thì 3 ký sẽ lấy 3 nhân cho 20. Rồi, mình cũng làm y như vậy. Mình để số ngàn xuống ha, không có gì cản trở hết, mình để số ngàn xuống đây. Rồi, lấy 3 nhân cho 0 bằng bao nhiêu? 3 nhân không bằng 0. Rồi, lấy tiếp tục. 3 nhân 2 bằng. 3 nhân 2 3 nhân 2 bằng. 3 nhân 2 6. Bằng 6. Vậy sẽ ra 3 ký là 80.000. Đó, 1 ký là 4, 20, 2 ký 40 nhân 2. Rồi nhân lên thành 60, 3 ký 60.000. So, vậy thì ở đây mình có người ta đòi hỏi mình làm 3 ký hành ra 60, đúng không? 3 ký hành ra 60.000 này. Đấy. Sau đó tiếp 2 ký gạo. Ha. 1 ký gạo là how much is a kilo of rice? How much? 1 ký gạo là bằng 25.000. Vậy là 2 ký gạo còn bao nhiêu tiền con? 2 kilos of rice là bao nhiêu tiền? Ồ, cái này nước này hơi mắc ha. Sữa 1 lít có 35.000 à. Nước trái cây thì cô nghĩ chắc 1 lít 30.000 50. à. Ok, rồi 2 ký gạo ra thành 50.000 đúng không? Xuất sắc. Rồi, and 2 ký gạo là 2 ký gạo ra 50.000 ha. Sau đó thì bây giờ người ta đòi nửa lít nước trái cây nữa. And nửa lít là 500 ml.
gọi là millilit là nhỏ hơn nữa, millilit ha. 500 milliliter. Rồi, đọc mình có. Milliliter. 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 Yeah. Milliliter. Bằng 1 phần 2 lít ha. 1 phần 2 lít rồi. À, bằng nửa lít đó nha. Ha, 500 milliliter. Để con viết cái này thử coi nó đọc sao. Nửa lít sữa nè. 500 milliliters of milk. Cũng đọc là 500 milliliters of milk. Nửa lít sữa. Rồi. Rồi, vậy 500 milliliters fruit juice thì sẽ ra bao nhiêu con? 1 lít là 1 lít là bằng 30.000, vậy nửa lít là bằng bao nhiêu? Nửa lít là bằng bao nhiêu? Nửa lít chia đôi ra, lấy 30.000 chia đôi ra. Nửa của lít, một nửa là a half. Vậy thì bao nhiêu tiền? 30.000 chia 2 ra bằng bao nhiêu con? Lắm nè, 2 nè. Đấy, mình đưa xuống nè. Số 0, 3 số 0 không ai làm gì nó hết đúng không? Rồi mình viết lại nó thành 0, 0, 0. 0, 0, 0. Lấy 3, 30 chia 2 bằng bao nhiêu con? 30 chia 2 bằng 12, 13, 14, 15. Mười mấy? Hả? À, 14 với 15 cái nào nhân lên thành 30 con? Cái nào nhân 2 lên thành 30? Mười bốn hay 15? Mười bốn nhân 2 lên bằng bao nhiêu? Tính thử xem. 2 nhân 4 bằng 8. 8. 2 nhân 2 bằng 28. Ờ, ra 28. Rồi lấy 15 nhân 2 thành gì? 2 nhân 5 bằng 10. Rồi lấy 0 nhớ 1. Rồi 2 nhân 1 là bằng 2, 3. Rồi nhớ 1 cho thành 3, 30. Đúng không? Vậy thì mình có 15 nhân 2 bằng 30. Vậy lấy 30 chia 2 ra bằng bao nhiêu? 30 chia 30, 15 nhân cho 2 là bằng 30. Đấy. Vậy thì 30 chia ngược cho 2 lại thành bao nhiêu? Bằng 30 chia 2 bằng 15. 15 nhân 2 bằng 30 nè. Đúng không? Đấy, 15 nhân 2 bằng 30. Sau suy ra 30 chia cho 2 sẽ bằng 15. Vậy thì suy ra 50 ml á, nó sẽ bằng 500 ml bằng một nửa lít, nó sẽ bằng là 15.000. Đấy. Rồi. Số 15.000. Rồi. Rồi bây giờ con cộng hết cái đống này lại thử. 80.000, 50.000 cộng 15.000, con bỏ cái ngàn đi cho nó đỡ nhức đầu. Con cứ lấy cái số này con cộng mà rồi lát nữa viết ngàn xuống sao. Rồi, 0 0 với lại 5 là bằng bao nhiêu? 1 bằng 5. 5 cộng 1 bằng 6. Thế 6 cộng 1 bằng 7. Bài cộng cái hàng đơn vị trước. 6 cộng 5 bằng không, 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 không. Mình phải cộng đơn vị trước, mình phải cộng cái này nè. Trước rồi mới ra cái này. 50. Rồi bằng 5 đúng không? Rồi. Không 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 không, xuống đây còn 5. Rồi bắt đầu mình mới cộng cái hàng này nha. Rồi, bắt đầu 6 nè. 6 cộng 5 bằng
bằng 5 bằng mấy?6 Mình nếu mà mình thấy nó khó quá, mình lấy gì nè, 6 cộng 4 bằng 10. Xong rồi á, thêm lẻ số 1 thành 11. Nếu mình nhớ không được á, thì nó sẽ ra là thành 11. Còn nếu mà mình thấy khó nhớ quá thì mình lấy 1 cộng 5 lên bằng 6. Vậy thì 6 cộng 6 bằng bao nhiêu? 6 cộng 6 bằng 12. Đúng rồi. Con cộng cái nào mà con thấy nó chẳng vô nhau á, sau đó con cộng tiếp cho cái còn lại. À, 5 cộng 1 nè. À, 5 cộng 1 bằng 6 nè. Sau đó con cộng cho 6, 6, 6, 12. Thì ở đây nó sẽ thành 12 năm, là có nghĩa là 125 ngàn. Đó. Và nhớ là phải cộng cho cái hàng đơn vị trước. Rồi á, nó có nhớ 1 hay nhớ 2, nhớ 3 gì đó. Thì mình mới ra tới cái hàng đầu tiên nha. Rồi vậy tổng cộng cái này sẽ là 15 ngàn. À, 125 ngàn. Đó. Đó, bài đó là như vậy đó. Rồi, ok. Rồi, con thấy được không? Được không? Được Dạ. không? Được không? Dạ, hôm nay bài này khó, anh ta vẫn chưa hiểu nhanh lắm. Ok. Bữa sau mình sẽ học kỹ hơn ha. Ok con. Yeah. See you tomorrow. See you bữa sau nha. Later. See you later. Ok, see you bữa sau, nhớ đúng giờ nha con. Yeah. Ừ. Nói con nhờ mẹ để cái đồng hồ cho tới giờ thì nhắc kêu con về học. Ừ. Dạ, Bye bye mẹ con. có thức. Ừ, để cái bác. Ok, bye bye con.